và sức mấy bạn đã trở lại với vlog của Dung. Thì bữa nay Dung sẽ tiếp tục làm một cái video mới. Thì bữa giờ là cũng xin lỗi mấy bạn là Dung không có thời gian để ra video thường xuyên cho mấy bạn xem, bởi vì là cùng một lý do, đó là do Dung quá bận để đi học. Thì đây là cái kỳ cuối của Dung, nên ra là Dung sẽ rất là tập trung vào ba môn cuối cùng để trước khi ra trường ha. Và ngoài ra Dung cũng phải chuẩn bị cho sau khi ra trường thì tìm việc làm như thế nào này nọ kia, nên thành ra là cũng khá là bận, thì mỗi bạn thông cảm. Thì trong cái video ngày hôm nay là Dung sẽ nói về một cái vấn đề rất là phổ biến ở Việt Nam và cũng như là ở trong cái fitness industry nói chung. Thì đó là cái việc chúng ta sẽ tập cardio như thế nào. Thì mấy bạn nghe cái việc, nghe cái từ cardio thì rất là quen rồi đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ chạy bộ, bơi lội hay này nọ kia thì cũng được gọi là cardio. Thì cái cardio á, là chúng ta sẽ có bao nhiêu loại. Thì trong video ngày hôm nay á, là chúng sẽ nói về từng loại của cái cardio đó, lợi ích và cũng như nhược điểm của từng loại. Thì và cái loại nào sẽ phù hợp với mấy bạn cho cái việc mà chúng ta vừa đốt mỡ mà chúng ta vừa giữ được cái cơ bắp, cái lượng cơ bắp của chúng ta. Chúng ta phải, tại vì trong quá trình cutting mấy bạn mất khá là nhiều cơ bắp bởi vì chúng ta tập quá nhiều cardio. Cho nên là bây giờ thì cái loại nào sẽ là phù hợp nhất cho mấy bạn ha. Ok, thì cái điều đầu tiên trong cái video thì cái cardio là một dạng aerobic training. Thì nó là kiểu như là chúng ta sẽ yêu cầu rất là nhiều oxy để chúng ta đốt mỡ đúng không? Và đó cũng là một dạng bài tập cấu trúc đơn. Chúng ta thường tập giống như là chạy xe đạp, leo núi, bơi lội, hay là chúng ta bình thường chúng ta chạy bộ ở trong phòng gym. Thì đó là một dạng bài tập cấu trúc đơn và nó thường chúng ta sẽ tập trong khoảng từ 30 đến 60 phút. Và nó cũng có rất là nhiều dạng của cardio. Thì dạng đầu tiên đó là dạng LISS. Chắc là mấy bạn coi video của Trung, mấy bạn cũng, Trung cũng hay đề cập đến việc LISS ở trong một cái số cái video cutting trước của Trung ha. Thì LISS và tiếp theo nữa là MISS. Thì MISS cũng không phổ biến lắm, nhưng mà nó cũng nằm trong dạng như vậy. Và sau đó là HIIT. Thì thường LISS và HIIT rất là nổi tiếng, thì mấy bạn thường biết tới nó rất là nhiều. Thì hai cái đó là cái gì thì lát nữa Trung sẽ nêu rõ từng cái lợi ích cũng như là cái nhược điểm của từng loại. Mỗi cái dạng cardio nó đều có một cái nhược điểm cũng như là ưu điểm riêng, thành ra là sẽ gây rất là nhiều những cái câu hỏi ở trong cái giới tập luyện. Thì cái nào là cái tốt nhất cho chúng ta để chúng ta vừa đốt được mỡ nè, chúng ta vừa giữ được cái lượng cơ tương đối trong quá trình mình chúng ta nếu mà giảm mỡ, hay là một số bạn thường dùng cardio để cutting cho những cái buổi thi đấu chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào giữa LISS và HIIT trong cái giáo án tập của chúng ta ha. Ok, thì tiếp theo là Trung sẽ nói về cái LISS, đó là Low Intensity Steady State. Thì ở bên tiếng Việt có nghĩa là chúng ta sẽ tập cardio ở cái cường độ rất là thấp, từ khoảng từ 3, cái thời gian tập từ 30 đến 60 phút. Và cái cường độ nhịp tim của chúng ta, cái mức nhịp tim của chúng ta từ khoảng 50-65% thôi, thì nó không quá cao nhưng cũng rất là tương đối rất là mệt, tại vì cái thời gian nó kéo dài khá là lâu á, là cỡ gần 1 tiếng đồng hồ. Thì cái LISS này rất là nổi tiếng và cũng rất là nhiều cái vận động viên nổi tiếng trên thế giới họ áp dụng cái dạng LISS này á. Thì cái cách mà họ áp dụng là họ thường sẽ tập cái LISS này vào buổi sáng. Thì cái đó gọi là cái dạng gọi là cái fasted cardio, là cái chúng ta tập trong cái quá trình mà chúng ta đang còn đói á. Thì khi mà chúng ta ngủ một đêm đúng không, thì khi chúng ta ngủ dậy thì cái lượng glucose ở trong máu chúng ta, là cái lượng đường trong máu chúng ta nó rất là thấp, thành ra là khi chúng ta vận động vào cái lúc buổi sáng đó thì nó sẽ lấy mỡ ra đốt rất là tốt, và đốt là nó sẽ lấy mỡ ra đốt thay vì nó sẽ lấy cái lượng glucose ở trong cái cơ bắp chúng ta ra đốt. Thì đó là cái lý do tại sao LISS rất là nổi tiếng và được áp dụng vào buổi sáng là như vậy. Thì để mà tối ưu hóa được cái fasted cardio mà chúng ta áp dụng cái LISS đó, thì chúng ta sẽ tập vào buổi sáng đúng không? Và nhưng mà có một cái tranh luận và cũng như là có một số cái bài nghiên cứu họ đưa ra rằng á, nếu như mấy bạn ngủ dậy và mấy bạn tập luyện liền thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến rất ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà phát triển cơ bắp. Thì chúng ta sẽ bị cái lượng, cái nồng độ nitrogen ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ
giảm xuống và nó ảnh hưởng đến cái việc mà có thể làm cho chúng ta bị mất cơ, nó sẽ tác dụng ngược lại thay vì nó đốt mỡ, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta ảnh hưởng tới cơ bắp chúng ta luôn. Nói đơn giản là như vậy. Cho nên để tối ưu hóa nó thì mấy bạn phải uống một scoop BCAA hoặc là mấy bạn uống một scoop whey để chúng ta sẽ có được những cái amino acids cần thiết vào trong cơ thể chúng ta để hạn chế được cái việc mà lúc nãy chúng nói. Cho nên là như vậy thì nó sẽ tối ưu hóa nhất cái việc đốt mỡ chúng ta vào buổi sáng. Ok, thì tiếp theo là chúng sẽ nói về calorie và cũng như là nhược điểm của cái việc tập cái list cardio ha. Thì như lúc nãy chúng nói là list rất là tốt cho cái việc mà đốt mỡ vào buổi sáng, thì đó là cái ưu điểm đầu tiên của cái việc tập list vào buổi sáng đó ha. Đó là ưu điểm đầu tiên của list, là đốt mỡ cũng khá là tốt. Ngoài ra là nó cũng sẽ giảm bớt được những cái áp lực lên trên giống như là khớp của chúng ta, dây chằng cũng như là gân này nọ, bởi vì là nó không có yêu cầu chúng ta tập luyện phải quá là cường độ quá là cao, giống như là cái anxiety ấy, thì lúc lát nữa là chúng sẽ nói về cái đó, thì nó sẽ giảm bớt được những cái chấn thương không cần thiết. Tiếp theo là nó cũng rất là dễ để áp dụng, cũng như là chúng ta sẽ sắp xếp vào trong cái giáo án tập của chúng ta rất là dễ luôn. Thì giống như là Trung đang tập là giáo án là mỗi ngày một nhóm cơ, là 5 day split, thì rất là khó để chúng ta có thể áp dụng XIT vào đây, bởi vì ngày nào chúng ta cũng tập tạ hết. Nên thành ra là chúng ta sẽ tập list, thì list chúng sẽ sắp vào chúng ta sẽ tập từ khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần là ổn nhất vào sau mỗi buổi tập. Nên là chúng sẽ tập tạ bình thường xong, sau đó là chúng sẽ lên trên máy đi bộ và chúng sẽ áp dụng list vào đó. Chúng có thể áp dụng giống như là đạp xe chẳng hạn, hay là chúng sẽ dựng cái máy treadmill là cái máy đi bộ dốc lên và sau đó là chúng sẽ đi bộ dốc. Thì đó cũng là một dạng của list, thì mấy bạn có thể google thêm về những cái bài tập về list ha. Thì thường là chúng sẽ áp dụng như chúng nói là đi bộ dốc, là đi bộ vào mức đi dốc khoảng 12, độ dốc 12 và đi vào cái tầm độ là 5 km/h ha. Và chúng đi trong khoảng từ 10 đến 15 phút, thì sau cứ mỗi tuần mấy bạn sẽ tăng lên 5 phút ha. Như vậy sẽ rất là tốt cho cái việc ấy. Nhưng mà đổi lại thì list sẽ có những cái nhược điểm, đó là cái thời gian tập của chúng ta nó sẽ kéo dài ra rất là nhiều. Thậm chí nếu chúng ta tập vào buổi sáng cũng rất là mất thời gian, ít nhất cũng phải trên 30 phút đến 45 phút ha. Và ngoài ra là nó cũng, thì sau khi mà chúng ta tập một thời gian dài như vậy á, nghĩa là ngày nào chúng ta cũng làm như vậy, thì bắt đầu cơ thể nó cũng sẽ bắt đầu quen dần với lại cái việc chúng ta tập list, cho nên là nó sẽ đốt cái lượng calorie bắt đầu ít hơn, không có đốt nhiều giống như là trong cái thời gian đầu mà chúng ta tập nữa. Và nó cũng là một cái nhược điểm nữa, đó là nếu như mấy bạn tập cái list này vào buổi sáng như là fasted cardio á, mà như lúc nãy chúng nói là mấy bạn không uống protein cũng như là không uống BCAA, thì cũng sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến quá trình phát triển của chúng ta, và chúng ta có thể sẽ bị mất cơ vào cái buổi cardio buổi sáng đó nếu như mấy bạn không nạp đủ cho cơ thể chúng ta cái lượng BCAA cần thiết, cái lượng là cái amino acid cần thiết cho cơ thể chúng ta, như là trong whey chẳng hạn cũng có, hoặc là chúng ta uống thẳng BCAA luôn. Thì đó sẽ là cái nhược điểm, những cái nhược điểm của về cái list. Ok, thì tiếp theo là chúng sẽ nói về cái anxiety. Để bạn, đa phần mấy bạn biết khá là rõ về cái này rồi. Thì anxiety là high intensity interval training, có nghĩa là chúng ta tập cường độ rất là cao, tập cardio cường độ rất là cao luôn. Thì giống như là mấy bạn thường hay áp dụng, đó là chạy trên cái máy chạy bộ, hoặc là chúng ta chạy ở ngoài sân cũng vậy, đó là chạy sprint, là chúng ta sẽ chạy bứt tốc, đó là chúng ta sẽ chạy veo một cái lên khoảng 1 phút ha, sau đó là chúng ta nghỉ lại 30 giây, sau đó chúng ta sẽ lặp lại như vậy, và cái khoảng thời gian chỉ từ 10 đến 60 giây thôi. Thì cái đó là cái XIT, và nó đẩy nhịp tim của chúng ta lên rất là cao, và nó khi nhịp tim cao này nó sẽ đốt mỡ cũng rất là cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà đổi lại thì có thể là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc phát triển cơ bắp của chúng ta. Nhưng mà thực sự là cái XIT thực sự rất là, nó là một cái công cụ đốt mỡ cực kỳ hiệu quả. Nếu như mấy bạn đang cutting, hay là mấy bạn đang đang muốn giảm mỡ, thì cái XIT đó là một lựa chọn rất là tốt.
nhưng mà nó sẽ bị cản trở một số chỗ, giống như là mấy bạn làm thế nào để mấy bạn có thể xếp cái đó vô cái giáo án của mấy bạn, giống như là giống như Trung lúc này Trung đang nói ở cái phần list á, nghĩa là Trung tập tới 5 ngày một buổi, à, 5, một tuần 5 ngày tập mỗi ngày một nhóm cơ ra như vậy. Nếu mà chúng ta sẽ tập cái XIT vào cái lúc nào trong cái khoảng thời gian trong ngày đó thì thực sự rất là khó. Thì nếu mà tấm là tập trước buổi tập thì coi như là cái đằng sau của chúng ta là không thể nào tập thêm tạ được nữa. Còn nếu như mấy bạn đã tập tạ xong rồi, cơ thể mấy bạn gần như là đã quá mệt mỏi rồi á, thì mà mấy bạn còn tập thêm cái XIT nữa thì thực sự đó là rất là ác mộng và ảnh hưởng tới cái việc phát triển cơ bắp cực kỳ nhiều luôn. Nếu chúng ta sẽ xếp không hiệu quả, xếp không khoa học vào trong cái giáo án tập của chúng ta ha. Và nhưng nếu mà mấy bạn xếp nó hợp lý, có những khoảng thời gian tập luyện XIT hợp lý thì thực sự nó sẽ giúp cho chúng ta đốt được mỡ và giữ được cơ bắp cực kỳ tốt luôn. Chung như Chung chia sẻ với mấy bạn bây giờ là trong cái quá trình mà Chung khách từ 81kg xuống còn 76kg thì việc Chung quá thì vì cơ thể rất là quá mập rồi, thành ra là Chung muốn giảm bớt một số giảm bớt mỡ lại. Thì hồi đó là mới bắt đầu Chung khách trong khoảng từ tuần đầu tiên đến tuần thứ tư tuần thứ tư thì Chung có tập cái giáo án upper và lower thì chỉ có 4 ngày thôi, và thành ra là còn dư khá là nhiều ngày, còn dư tới 3 ngày trong một tuần lận. Thì thứ hai Chung tập upper, thứ ba Chung tập lower và Chung sẽ còn một ngày nghỉ ở giữa. Thì cái ngày hôm đó là Chung sẽ xếp cái XIT vào trong cái ngày đó, và tiếp theo thứ năm thì chúng ta sẽ tập upper, thứ sáu chúng ta sẽ tập lower, và còn 2 ngày nữa là mấy bạn sẽ phải kiếm gì đó để mà tập. Thì XIT là một lựa chọn cực kỳ hiệu quả, và đợt đó là Chung tập 3 section 3 ngày tập XIT và rất là nhiều dạng luôn. Mấy bạn có thể chạy như ở phần đầu Chung nói là mấy bạn chạy những cái cường độ ngắn ở trên máy hoặc là ở ngoài sân cỏ hay là ở trong công viên cũng vậy, rất là tốt. Hoặc là mấy bạn có thể tìm những cái phương pháp như là Tabata. Chúng ta sẽ xếp những cái circuit là những cái vòng tròn khoảng từ 5 đến 6 bài để trong một set ha. Chúng ta sẽ tập liên tục như vậy thì đẩy nhịp tim chúng ta lên rất là cao. Bạn có thể áp dụng như là rất là nhiều cái bài trên mạng họ xếp sẵn rồi, cũng rất là dễ tập nữa. Hay mấy bạn như là tập burpee là hay là tập jumping jack này nọ kia, ngồi nhảy như vậy. Rồi hay là mấy bạn có một bài rất là mệt, nếu như mấy bạn có thì là cái cọng dây. Chắc mấy bạn biết cọng dây đúng không? Thì có là cái gọi là cái battle rope, là tập cái đó thì rất là phê. Mấy bạn cứ lên trên YouTube channel, những cái channel mấy bạn search là các bạn tìm kiếm là Battle Rope Workout thì họ sẽ xếp cho bạn những cái list tập khoảng từ 1 đến 2 dạng Battle Rope thôi. Đốt mỡ cực kỳ là hiệu quả luôn, rất là mệt với cái bài Battle Rope đó. Nếu như phòng mấy bạn có cái cọc dây Battle Rope mà nó gọi là chuẩn luôn nha, là cái tay cầm nó bự vậy nè, tung lên rất là khó, rất là nặng luôn và đốt mỡ cực kỳ hiệu quả. Các bạn có thể áp dụng nó thêm vào những cái Tabata như nói lúc nãy. Cái lợi ích mà rất là nổi tiếng của cái XIT đó là, còn viết tắt đó là EVOC, đó là E-Box Exceeds Blood Exercise Oxygen Consumption, có nghĩa là cái lượng oxy mà cần thiết cho cơ thể của chúng ta sau cái buổi tập đó, thì như vậy là nó sẽ giúp, nó đơn giản nghĩa là chúng ta tập cái cường độ rất là cao thì sau khi tập thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta sẽ liên tục đốt mỡ hoài luôn, không giống như là list chúng ta sẽ đi bộ đều, cơ thể chúng ta cứ bại hoài. Thì khi chúng ta tập xong, cơ thể chúng ta sẽ ngừng đốt mỡ, không có đốt mỡ liên tục giống như là XIT nữa. XIT là nó sẽ đẩy, mặc dù các bạn không còn tập nữa nhưng cơ thể sẽ vẫn trong cái dạng trong cái chế độ là tiếp tục đốt mỡ luôn á, cho nên rất là tốt. Nên XIT thực sự rất là một cái công cụ đốt mỡ rất là hiệu quả luôn. Thì thực sự là nó còn rất là nhiều những cái gọi là lợi ích về cái mảng khoa học, rất là khó, Chung cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nó thực sự rất là tốt. Nếu như mấy bạn có thể áp dụng được cái này vào trong cái giáo án tập của chúng ta thì sẽ rất là hiệu quả luôn. Và tiếp theo đó là sẽ là cái lợi ích và cũng như nhược điểm. Thì cái lợi ích của cái XIT này thì như nói lúc nãy là đốt mỡ rất là hiệu quả luôn, đốt một cái lượng calorie rất là nhiều cùng một lúc luôn, và nó cũng có tác động rất là tốt lên trên cái trao đổi chất của chúng ta luôn á. Thực sự rất là tốt, nó sẽ giúp cho cái việc trao đổi chất của chúng ta nó diễn ra tốt hơn, và như vậy là chúng ta cũng sẽ giảm được mỡ và cũng như là
nó giữ được cơ bắp, nó không bị mất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta kết tinh ha. Cái nhược điểm của nó đó là nó có thể sẽ gây ra rất là nhiều cái chấn thương ngoài mong muốn, tại vì nó cường độ rất là cao. Đôi khi mấy bạn tập, mấy bạn sẽ không còn chú ý về cái form nhiều nữa, thành ra là cũng rất là nguy hiểm cho mấy bạn, giống như là mấy bạn tập những cái functional training, giống như là cũng là SIT nhưng mà nó là một cái vòng tròn ha, những cái circus, thì giống như là mấy bạn tập CrossFit cũng vậy. Đó là lý do tại sao CrossFit mà rất là nhiều người họ khô quanh năm là như vậy, tại vì họ áp dụng SIT liên tục vào trong cái giáo án tập của họ, nghĩa là họ tập những cái bài như là clean and jerk nè, rồi chúng ta deadlift cùng một lúc, hay là bench press này nọ kia, đó là một cái vòng tròn tập không ngừng nghỉ, nên thành ra là rất là mệt, yêu cầu cơ thể phải hoạt động liên tục. Thành ra là về cái form khi mà chúng ta tập á, nó sẽ có thể không được chuẩn lắm, thành ra là sẽ gây ra những cái chấn thương ngoài mong muốn ha. Cái nhược điểm của nó nữa là nó cũng sẽ làm giảm cái thời gian mà chúng ta gọi là phục hồi lại cơ bắp á, nó sẽ làm giảm cái việc mà phục hồi cơ bắp lại, làm chậm cái thời gian phục hồi lại. Thành ra là cũng nếu mà chúng ta xếp không khoa học lắm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc tập luyện của chúng ta. Nó trái với lại list, thì list nó sẽ giúp chúng ta là phục hồi cơ bắp rất là tốt. Thì ý như chúng nói là mỗi lần nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng, thành ra là chúng ta phải sắp xếp nó hợp lý một chút gửi đi. Thì nếu mấy bạn tập luyện không đúng á, thì nó cũng sẽ rất là hại. Và nếu mấy bạn tập luyện và áp dụng đúng á, thì cũng sẽ có cái kết quả cực sự rất là tốt luôn. Như là theo quan điểm của Trung á, và cũng như là Trung đọc được một số những cái bài nghiên cứu, thì theo Trung thấy áp dụng là từ khoảng 2 đến 3 cái buổi SIIT vào trong giáo án của mấy bạn là hiệu quả nhất. Đừng đi quá nhiều cái session là những cái buổi tập SIIT, chẳng hạn như 3 đến 4 buổi hay là 5 đến 6 buổi, thì thực sự nhìn rất là nhiều trong một tuần, và nó sẽ làm cho mấy bạn không thể nào phục hồi cơ bắp kịp. Thì thường thì Trung sẽ áp dụng SIIT, hiện tại thì Trung chỉ áp dụng vào mỗi ngày thứ bảy thôi, nhưng mà dạo này Trung cũng không có tập nhiều nữa, bởi vì là Trung cũng không còn ăn kiêng nữa. Cho nên là Trung cũng chỉ cái ngày thứ bảy thì Trung tập cái nhóm cơ yếu, thành ra là cũng không có tập cardio nữa. Nhưng mà nếu mấy bạn có thời gian, hoặc là mấy bạn đang trong quá trình cutting, mấy bạn đang theo cái strategy của Jeremy á, thì là mỗi ngày một nhóm cơ, đúng không? Thì Trung sẽ khuyên mấy bạn là mấy bạn có thể tùy vô cái mấy bạn cảm nhận vào cái từng buổi tập, chẳng hạn như ngực hay là show này nọ kia, mấy bạn cảm thấy nhẹ thì mấy bạn có thể sau buổi tập đó mấy bạn sẽ áp dụng cái list. Chúng nói nhấn mạnh là tập list nha, chúng ta không tập HIIT nữa, nó sẽ tập list vào trong những cái buổi tập đó. Nếu như mấy bạn nào đang cắt tiền và theo cái strategy của Jeremy mà Trung đã post lên á, thì khoảng ví dụ như Trung sẽ nói là ngày ngược đi, chúng ta sẽ tập list dựng cái máy đi bộ dốc lên, đi bộ nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút, thì như vậy là sẽ là xong một cái buổi list. Và ngày hôm sau hay là cách đó một ngày nữa, nó sẽ áp dụng một lần nữa, và cuối tuần sẽ áp dụng một lần nữa, có nghĩa là từ 2 đến 3 session là ok. Đừng áp dụng quá nhiều thì nó sẽ đốt mỡ, và ngoài ra là còn cuối tuần, đúng không, nó sẽ còn dư thứ bảy và chủ nhật, thì mấy bạn sẽ có thể áp dụng SIIT vào trong một buổi SIIT vào trong một trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật thôi, và nó cũng sẽ giúp mấy bạn đốt mỡ thêm phụ vào trong những cái ngày ở trong tuần á. Thì đổi lại là trong cái way training là chúng ta sẽ tập với tạ, là tập theo cái giáo án strategy của Jeremy, là đã thực sự rất là mệt rồi, thực sự ra rất là nhiều mồ hôi và cũng đốt rất là nhiều mỡ luôn, thì riêng cái giáo án tập tạ không là đã ok rồi, và kết hợp thêm mà sẽ tập thêm cardio nữa, thì thực sự là nó sẽ là tối ưu hóa lên luôn. Và một phần không thiếu, mấy bạn nhớ là tập luyện chưa đủ ha, mấy bạn còn phải có cái nutrition, là về dinh dưỡng, là 70% tập luyện 30% dinh dưỡng. Cái này là một cái câu cửa miệng của rất là nhiều người rồi, rất là một cái câu cửa miệng nổi tiếng. Thì mấy bạn nhớ là áp dụng cả macro tính toán này nọ, hay là chúng ta có thể track này nọ. Thì đó là một cái chia sẻ về cái cardio của Trung với mấy bạn. Thì nó sẽ cũng chưa đầy đủ lắm, thì trong cái quá trình mà
những video sau thì Trung có thể sẽ bổ sung thêm những cái chia sẻ tiếp theo nữa. Hy vọng các bạn thích cái video này của Trung, thì mấy bạn nhớ like, share và subscribe channel cho Trung nha. Thì tiếp theo là sẽ khá là bận, nên thành ra là Trung sẽ cố gắng làm những cái video ngắn hay là những video tập luyện ngắn để post lên trên YouTube cho mấy bạn xem. Thì bởi vì là khoảng toàn 1 đến 2 tuần nữa là Trung sẽ bắt đầu vào cái kỳ thi cuối kỳ, thành ra là cũng khá là bận ha. Thì hy vọng mấy bạn thông cảm với Trung. Nhớ like, share và subscribe nha. Peace.